Sáng 23 tháng 7 năm 2021, cập nhật về tình hình COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, tính đến hết ngày 22 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 46.178 trường hợp mắc COVID-19 phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y tế công bố, chưa tính số ca nhiễm đã công bố sáng 23 tháng 7. Trong đó, 45.874 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 304 trường hợp nhập cảnh. Hơn 90% các trường hợp mới phát hiện trong ngày là ở các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa. Theo bản tin COVID-19 sáng 23 tháng 7 của Bộ Y tế, công bố Thành phố Hồ Chí Minh có thêm 3.302 bệnh nhân COVID-19 trong nước. Như vậy đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tổng cộng hơn 49.000 bệnh nhân COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố kể từ khi dịch bệnh xuất hiện, chiếm khoảng 62% ca mắc COVID-19 cả nước kể từ đầu dịch. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC, trong ngày 22 tháng 7 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh có thêm 2.046 bệnh nhân xuất viện. Tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 8.468. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị cho 35.228 bệnh nhân dương tính, bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm real-time PCR, xét nghiệm nhanh dương tính. Trong đó có 562 bệnh nhân nặng đang thở máy và 11 bệnh nhân can thiệp ECMO. Về số ca tử vong, tính đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 434 trường hợp. Về công tác điều tra, truy vết, khoanh vùng, Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát và kiểm soát được 36 chuỗi lây nhiễm phát hiện gần đây, bao gồm tại các chợ, chợ Tân Định ở quận 1, chợ Bình Điền, chợ Phùng Hưng ở quận 5, chợ Cầu Muối ở quận 1, tại các công ty trong khu chế xuất, khu công nghệ cao và tại các khu dân cư. Vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận thêm một chuỗi lây nhiễm mới tại khu vực dân cư ở phường 19, quận Bình Thạnh. Về kết quả xét nghiệm phục vụ công tác điều tra, truy vết, mở rộng xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, từ ngày 26 tháng 5 năm 2021 đến ngày 22 tháng 7 năm 2021, qua rà soát số liệu, lọc trùng, Thành phố Hồ Chí Minh đã lấy 2.088.349 mẫu xét nghiệm tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các tòa nhà, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Trong đó, 1.875.151 mẫu có kết quả, 213.198 mẫu đang chờ kết quả. Về tình hình cách ly kiểm dịch trên địa bàn thành phố, HCDC cho biết tổng số người hiện đang thực hiện cách ly là 48.058, trong đó 9.525 người đang cách ly tập trung, 38.172 trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức thực hiện cách ly F1, F0 không triệu chứng, đủ điều kiện xuất viện tại nơi cư trú, tổ chức khu cách ly tập trung cho các trường hợp F0 không triệu chứng tại các quận huyện, thành phố Thủ Đức. Ngày 23 tháng 7 năm 2021, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên vừa ký chỉ thị khẩn số 12 tăng cường một số biện pháp thực hiện chỉ thị số 16. Theo nội dung văn bản này, sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực quyết tâm thực hiện các biện pháp, nhưng tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Để thực hiện bằng được mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân, hạn chế tối đa trường hợp tử vong, bảo vệ hệ thống y tế và khả năng điều trị, cứu chữa bệnh nhân, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tăng cường một số biện pháp quyết tâm thực hiện chỉ thị 16 tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phong tỏa, kiềm chế tốc độ lây lan của dịch, giữ vững, mở rộng vùng an toàn và kiểm soát sự lây lan vùng nguy cơ cao. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.